Xem có những con thợ ở đây luôn. Ôi chị to. Mà con nói thì nói mấy câu cơ bản thì rất nghe, nhưng mà mấy câu nâng cao thì không biết nghe các bác ạ. Xin chào tất cả các bác. Và hiện tại thì em Giang đang tiếp tục là đi lên trên nhà của em Sùng. Và trên tay em Giang đây là một ít đinh này để mang lên cho anh em thợ là bắt đầu đóng cái tấm ván để đổ cái phần cửa các thứ ấy các bác. Đó, bây giờ thì xin mời các bác xuống dưới kia cùng em Giang để tiếp tục là cập nhật tình hình tiến độ làm nhà của em Sùng là hôm nay thì liệu có xong được hay không các bác nhé. Nếu mà hôm nay không xong được thì có thể là ngày mai một buổi nữa, bởi vì là còn có cái gì nữa thì tí anh em thứ kia thì sẽ chia sẻ cho các bác cùng biết luôn. Ôi, hôm nào cũng nắng này. Hôm nay thì lên khá là muộn các bác ạ, giờ thì chắc là rơi vào tầm khoảng 8 giờ hơn buổi sáng rồi. Thế lúc sáng nay thì anh em thợ cũng gọi cho em Giang cũng khá là sớm. Em bảo cần ít đinh để làm ấy. Anh bây giờ thu hồi nữa là xong rồi anh nhỉ? Thế cao có tốn nữa mà. Làm cao hơn được mà, làm cao 3 mét, thu hồi 3 mét rưỡi. Nó không đảm bảo cái chỗ thoáng của nó là cái. Nó tao là cái gì à? Đố đố đố. Tao là ít lúc tao là ít lúc rồi, ít lúc rồi chơi là. Cho 2 mét rưỡi thì nó cũng cái thứ. Nhưng cái ô thoáng thì nó cũng đẹp đấy. Cho lên cho nó tầm khoảng 2 mét 8 3 mét đi. Cẩn thận nhá, không nó lao xuống đấy. Tụi nó vô tụi nó cho à. Tụi nó cho tôi chỉ cọc tí ha.
Chỗ này cao 10 mét rồi, 20 mét, 10 ở đâu nhỉ, 2 mét rồi đúng không? Nó tính là vừa 2 mét nhưng mà nó chỉ có 9 mét chứ đâu. 9 mét 9 á? Ở đấy thôi, nhà thấp. Thấp thì là thấp quá, nhà cao thì là cao. Lấy vá về xem nào. Tầm này cũng được, chỉ nên thế. Được mà. Là vua mà cái chỗ nó kiểu cao nó cao nó kiểu thôi, nếu mà để cửa sổ vua thì nó không đẹp. Nhưng mà nó cao rồi băng này thôi. Đấy thì là sau sau mình gặt hoặc cửa cắt cái đó ấy, thì mình cắt cắt đo vừa thôi. Đúng rồi đúng rồi. Đây anh em thử cửa sổ nó cắt lên thôi. Ừ. Ôi tiểu. Cái đoạn cuối đi rồi, cuối kia một tí à. Không không phải tới. Bây giờ. Rồi thế. Có anh gì nhỉ? Cay sang bên này tí. Cái này thì bắt đầu ở đây nhá. Có cây là nó không tới đâu, cái chiều này của nó không dài đâu. Ê, thế này. Ê, như thế này là tí cái cây này là mình đang đi bên trên nó cứ lung lay như thế này ấy. Nó chỉ giống lên là nó chỉ bảo nó chỉ lên cho trà chuối ạ. Đông lên là mấy cái tấm này thì nó sẽ không lung lay được. Chỗ này chỉ xây đống một viên ấy thì chỗ này chỉ xây đủ đi thôi. Không phải là chỉ nói một viên thôi. Thì đúng rồi, một viên được hả? À? Đúng rồi, một viên là đến. Viết trên hai cửa phòng nhưng mà cũng đủ nó mà sao kiểu đấy mà to một tí chứ mà chứ gì có mà trước thì tí to mà to một tí nữa đấy cao 2 mét rồi. Em cao lên 1m7 mà. Đó. Em cao lên 1m7 thì đứng lên chỗ này. Đó ở cái thước rồi nhỉ? Có thước không? Đây có thước. Vẫn đi đâu? Vì đây. Ngoài thôi. Em chạy ra trên bàn lào thì thông đây nên mà hay dư chẳng lọt thước mà cho nó à. Nhớ có tên chua cho nó rồi. Là chiếc là quát thước. Là chiếc là chiếc là cho học tích để cho tao chạy cho tao có cho nó cái tại cái sao đúng rồi thôi được rồi kia đó mét chín này mét rồi thế thì chỉ làm thế thôi còn không bỏ thêm theo cái bản dịch đất kia mà 2m2 thì cũng không làm được. Đây đi xong chứ không lại đi không tí anh em mình tính lại xem nào. Mấy em làm nó lên. Đúng rồi. Cửa tầm này là cao rồi đấy. Thế thôi. Mấy tài cũng ít cho kia tu lộ. Đấy mình cho nó.
Này thì anh em cũng lúc sáng thì anh em mà lúc hai hàng ngoài kia các bác, thì hôm qua thì bên này cũng đã lên băng hết rồi, và bên này thì hôm qua thì còn cái chỗ hai hàng bên này thì cũng chưa cả lên nữa. Cao như này được không? Cái này phải làm thoải nó xuống chứ. Biết rồi, nhưng mà cái chỗ này chắc không phải lên. Cái chỗ này không phải lên một cái này viên nữa. Thì bây giờ nó xuống nóc rồi. Tầm này 3 viên nó là vừa thôi. Đúng rồi. Thế cái đuôi nó thế là vừa rồi. Đuôi thì là thế thôi, còn là có cái là không bằn nữa. Đúng rồi. Cái này vừa thu nóc nó luôn. Ở đây còn 3 viên nữa. Hướng lại cái phần là cái phần cắt chắt này mà tí nữa nên là chưa có san được cái nền này được. Còn một cái nữa các bác ạ, còn cái phần găng tay lao động ấy thì ông nhớ em Giang nhớ là đợt vừa rồi thì có một bác ở dưới Ninh Bình thì các bác có gửi cái phần găng tay lao động cho rồi, nên là anh em không có mua nữa. Cái này thì một tí nữa sẽ hỏi em Sùng cái phần găng tay đấy còn không. Bởi vì là ở trong thùng đấy thì bác cũng có chia ra hai túng, thì một túng là cho nhà em cái, một túng là nhà của em Sùng ấy. Em bắt đầu làm cái phần giáo lên trên kia để xây những hàng cao lên hơn rồi các bác. Cắt thôi, đằng nào phải cắt. Đằng nào phải dùng mà. Tầm giờ này nó nắng như thế này rồi. Thế tầm 11 giờ trưa không biết nắng như nào đấy. Đúng rồi. Sáng nãy nghe là mấy giờ đấy? Tầm 6 giờ. 6 giờ mặt trời nó mọc lên rồi. Đó.
Được mà. Được. 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 Lấy cưa cho anh. Này thì chắc ngày mai nó mới xong được. Mai nó mới xong được anh nhỉ? Ừ. Mai nó mới thu hồi được nó. Còn ngày kia bắt đầu chát. Hôm qua mà không có việc, hôm qua hôm nay thì xong đấy. Hôm qua là có việc. Qua em không lên đây mà. Hôm qua dây điện đâu đứt rồi? Cái tiến độ như thế này thì chỉ trong tầm khoảng một tuần quay lại nữa thôi là nhà em Phùng sẽ hoàn thiện xong hết tất cả rồi mọi cái rồi phần mái kia thì sẽ rơi vào tầm khoảng gần hai tuần gì đó thì sẽ xong nhà các bác để các bác yên tâm. Sau khi mà xong nhà thì anh em sẽ cho anh Phùng đi làm cùng anh em luôn. Tí kê cũng được mà. Nó kê rồi kê, không kê nó lúc nào mình tháo mình còn tháo được đâu. Em Sùng thì con lớn hơn rồi thì có thể là sẽ phụ được anh em thợ, còn em Cấy thì con còn nhỏ quá, vậy nên là trong thời gian làm nhà thì em Cấy thì thực sự là không thể phụ được anh em thợ một tí nào luôn các bác. Đó thì các bác cũng còn nói, các bác bảo là lúc làm nhà em Cấy thì chẳng thấy em Cấy phụ được anh em thợ, mà đến lúc làm nhà em Sùng thì em Sùng lại phụ được anh em thợ. Tuy rằng là số phận của hai anh em giống nhau, khi mà ai cũng là gà trống nuôi con, nhưng mà em Cấy lại không làm được mà em Sùng lại làm được. Thì không phải đâu các bác, bởi vì là thứ nhất là Tùng nhà em Cấy thì nó còn quá bé, còn là con của em Sùng thì cũng còn lớn hơn con của em Cấy rồi, cũng tự biết đi chơi rồi, cho nên là nó sẽ chủ động được công việc hơn mọi thứ, hơn em Cấy rất là nhiều cái. Anh em thợ thì anh tiếp tục làm đi. Chắc là như em cũng đã nói rồi, chắc là rơi vào khoảng hơn 2 tuần nữa thì sẽ xong được nhà của em Sùng rồi. Tính đó là tính cả phần làm mái cửa các thứ hết nha các bác nhé.
Bây giờ mà làm xong thì anh em sẽ tân ra. Còn nhà em cấy thì chuẩn bị tân ra rồi các bác nhá. Nhà em cấy thì chắc là rơi vào tầm khoảng nếu mà mình thay đổi thì sẽ 5 hôm nữa thì mình chuẩn bị mồ hôi thì không biết nói nữa. Mồ hôi thì không biết nói à? Đó. Thế mà giờ không biết nói luôn. Ô, nó nắng lắm ấy. Đúng rồi. Tầm giờ này là nắng lắm rồi ấy. Giờ 8, 9 giờ rồi mới nắng rồi. Đúng rồi. Anh rồi, giúp em đóng một đinh đây đấy. Đây để em dí, anh dí ra. Để đóng một đinh. Không có đinh đâu. Ờ, ở đây. Đâu đặt trên này kia, để em đo cái tấn này. Đóng này. Cái này đóng cái này là cái này nó dài tí, cái này nó dài nhỉ anh nhỉ? Nè. Cái đấy nó ở sườn đó mà. 38 phân. Đây là 38 phân này. Nóng à? Hôm nay thì cũng làm một ngày nữa là gần xong nhà rồi thì cũng rất là cảm ơn quý các bác và anh chị giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ mình lên đây mà mưa là anh ở lại luôn, anh không về nữa đâu. Bây giờ có nhà ở rồi mà. Lật đằng dưới có vẻ không được. Cái này mình 3 phân này.
Thế á? Vừa nãy đo 13 nhưng mà vừa nãy chẳng 13. Nó bé hơn thì được chứ nó thừa ra sau này lại phải đục đấy. Đúng rồi, thằng này thôi. Đúng như thế. Nó bé hơn sau này mình còn chắt cơ mà. Bờ cái dây cây này nó dài bằng nhau ấy. Đo xem nào. Ê, nhìn này. Hôm nay nóng quá nhà anh quá nắng luôn. Hôm nay không biết nói rồi. Giờ mới có hơn 9 giờ chứ mấy nhỉ? Đúng rồi. Ui. Bé một tí nữa. Không có 13 tầng. Được. Anh phải đóng 2 đinh anh ạ. Nhiều chứ. Ôi, hôm nay thật ra nó không biết là như nào rồi. Không biết nói luôn rồi. Thế về ai đo phải đóng 2 cái này chứ. Hai cái kia cần gì đóng? Không cần mà phải đóng cái ở đổ dài lên trên gạch luôn. Có đinh dài chứ này. Có cả đinh này đinh năm mà. Nhắc thử cái này lên xem nào. Có con mổ thịt. Con trên à? Ô mổ thịt thịt sọc khô vậy. Con tôi là con sạch. Hai bạn. Một hai bạn. Không. Ấn xuống xuống. Ấn được mà, đập đập nó xuống, đập nhẹ xuống. Đấy chống vào đó. Cho nó mà. Cho xe nó kẻ mở trên tàu, phi hết rồi đó. Nó phi rồi à? Đây. Đây bớt đây mới là đây rồi. Vẫn phải đóng ở trên nữa anh. Đóng chưa anh ạ? Nếu không đóng thì nên mình bỏ tay ra nó sẽ đi luôn à? Anh tưởng kê ở dưới là được rồi. Không. Anh đóng trước cũng được mà tí kê không đẩy nó lên. Đóng vào đây. Nha. Nha.
ai à. Thế chưa rồi? Ra ngoài. Đóng như thế cũng được mà, mà tại vì lúc nãy mình đóng đinh kia rồi anh. Okay mà nó chỉ dễ chát mà. Ờ đúng rồi. Dễ chát ở đây thì... Nó chỉ giữ không cho nó đổ thôi. Đóng đi. Chói quá. Ok rồi đấy. Thế mình đổ ở dưới này rồi nhỉ? Có tông đá. Cái cửa trên mèo vạc kia hôm trước bọn em đi đo thì ở giữa nó thì rộng ra xong ở đầu trên thì bị ốp vào xong cái đuôi nó cũng bị ốp vào nhìn buồn cười thật. Về bảo đội cơ khí kia làm và cái này thì phải sửa nhiều đấy. Khi mà đã cửa một cái nó lên đến đây không được thì chắc không phải lấy cắt để làm không? Không, cái đấy phải chắt cho nó ở giữa nó bằng hai đầu trên là được. Cái tiêu này phải lấy nước lại vào cái này không được đâu. Có bò rồi, có bò hay không? Có tháo hết. To. Anh đừng giống lên nha. Được rồi. Được rồi anh. Phải cà phê, cái đầu nó càng khô nó mới rõ được. Nhưng mà cứ thế mà không ngờ không thì sẽ không bao giờ rõ đâu. Không phơi là không rõ à? Không phơi thì sẽ không rõ đâu anh ạ. Ừ. Chúng đang bảo phơi nhưng nó khô luôn các bác ạ. Cho suốt đâu ạ, có một sự khô kia và hiện tại thì mấy anh em đang tiếp tục là làm lấy cái phần cửa như các bác này, cửa sổ cửa kính thì anh em bắt đầu đổ rồi. Nắng quá thì cũng không làm được, sáng nay thì anh em làm đến 10 giờ thôi, trời nắng quá anh em cũng nghỉ rồi. Chiều nay giờ mãi 2 giờ anh em mới bắt đầu làm được, 1:30-2 giờ. Bà con ở trên này là cũng không quen, là đội mũ các bác, có người không quen đâu. Như A Sùng nha, đội mũ còn bảo là vướng nha. Bà nó tổ lại.
Con mịt quá bẩn hết rồi. Mịt mà cắt cắt cái. Có nước rồi, nước cho nó đi. Vâng. Chào tất cả các bác. Hiện tại thì mấy anh em đang mặt tại nhà của em Sùng. Buổi chiều ngày hôm nay thì anh em bắt đầu là làm đến phần cái chốt cửa này các bác này, với lại đủ cái phần mi cửa nữa. Và cho em xin phép mời hơn một tí các bác ạ, bởi vì là cái phần mi cửa, nếu mà làm một khi đã làm phần mi cửa này rồi thì chắc là không làm một cái phần ô thoáng thì chắc là làm một cái phần cửa chính thôi. Bởi vì là cửa sổ thì cũng không nhất thiết là để làm cái phần ô thoáng đâu.